chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Hôm nay mình có thể vlog đi làm quay cái sự kiện của ngày đoàn kết dân tộc. Mời mọi người vào trong đón xem. Nhưng mà 10 năm là nó đứng đó, thấy nó có mặt nó già mất đi. Bởi vì do cái chất mắt của mình nó không có đỡ bổ, nó sinh ra những cái phút. Đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Đồng viên công an ra sức học tập để thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng về những quy định của pháp luật. Cho nên nhận thức còn hạn hẹp, dẫn đến việc vi phạm. Có số vận động thanh niên trong độ tuổi 17 đang thấy nghĩa vụ lần đầu, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, khi dân cư trong dân cư có người chăn nuôi, về kinh tế phấn đấu 100% hộ dân có công trình vệ sinh nước sạch, nhà tắm kiên cố, 100% hộ dân chăn nuôi gia súc gia cầm làm chuồng trại sau nhà và sau khu dân cư, 100% người dân đều tham gia bảo hiểm y tế và có tổ chức y tế gia đình, hạn chế tình trạng sinh con qua, 80% hộ tham gia phong trào chống rác thải nhựa trong cộng đồng. Trong cái khu trung tâm của trong lần sau, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Dương, ban thường trực số 37 quyết định mặt trận tổ quốc Việt Nam, ban thường trực ngoài xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập thời gian lúc và chưa ngày tám tháng đầu năm 2022 quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động. Công diện tích rất là rộng, là lớn. Nhưng cái diện tích đất của Ram chỉ có là cây keo, chứ không có phát triển được cái gì hết. Nhưng cũng phải cần có những con đường về cây keo là cây nguyên. Xin mời đại diện của gia đình và Nguyễn Thị Phượng, ông Văn Long. Thưa cán bộ phương chính thông, thưa toàn thể bà con ở đây, thì có lẽ rằng hôm nay là thôn thứ hai trên địa bàn xã của chúng ta tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào ngày 18 tháng 1 năm 2022. Đây là dịp để bà con nhân dân chúng ta gặp nhau để ôn lại cái truyền thống. Chúng ta là có cái dịp mà giao lưu và trao đổi với nhau. Tôi kêu gọi tập thể bà con nhân dân trong thôn chúng ta ra sức quyết tâm thực hiện đồng năm nội dung theo lời phát động trong năm 2023. Oh, my God.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.